tay cứ giúp anh em mình chia cơm sẻ áo bao ân tình, thề nguyện phục vụ mọi anh em mình. Yêu thương yêu thương đi khắp muôn phương không gian phân biệt thương giao thương tình. Hy sinh đặc biệt hy sinh mỗi năm ngoài kinh mình phục vụ ân tình. Vì người nghèo đoàn ta cất tim hát ngàn nơi. Nguy ta có nên chi? Giang tay cứ giúp anh em mình chia cơm sẻ áo bao ân tình, thề nguyện phục vụ mọi người anh em. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới. Chương trình TH vì người nghèo trong những ngày này rất là bận rộn vì lo chuẩn bị để phát quà Tết cũng như đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay sau khi phát quà tại xã Việt Hùng, tại xã Long Hòa, ấp Việt Hùng, thị xã Gò Công, thì chương trình TH vì nghèo được sự giới thiệu của một cô giáo có một cái tâm luôn để ý và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế hôm nay chương trình TH vì người nghèo rất vinh dự được gặp cô giáo cô Hằng, hiện đang là cô giáo dạy tại trường Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, để giới thiệu cho một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Chương trình TH vì người nghèo hôm nay đến thăm gia đình của anh chị và các cháu ở đây, cũng như được nhìn thấy cái đời sống khó khăn của anh chị, để mời gọi tất cả chúng ta hãy cùng chung tay một tấm lòng cùng với chương trình TH vì người nghèo chia sẻ cho cái hoàn cảnh của anh chị. Chào cô. Cô có thể cho biết cô có cái mối liên hệ như thế nào với gia đình này? Cô có thể cho biết thêm để mọi người hiểu rõ và có thể chia sẻ với cái hoàn cảnh khó khăn này. Kính thưa cha, kính thưa quý ân nhân, tôi là giáo viên dạy trường trung học phổ thông Vĩnh Bình. Thì qua cái xem báo dân trí 3 năm về trước, lúc mà em Sơn đây còn học lớp 9, thì có thấy cái hoàn cảnh này đăng lên báo dân trí, thì tôi có tìm tới, vậy là 2 năm trước chứ không phải 3 năm, nay là em đang học lớp 11. Tìm tới thì cũng có cái mối liên hệ với gia đình, rồi mấy lần vô thăm viếng này kia thì cũng giúp được chút đỉnh thôi, chứ không cái sức cũng không có được nhiều. Thì bây giờ vinh hạnh, sau này vinh hạnh là biết được cái tổ chức của gia đó, thì qua người quen cũng giới thiệu cho cái tổ chức giúp được, quý nhân dân cũng giúp
cái dùm cho cái hoàn cảnh của anh Hớn, chị Nhung đây với lại cháu Sơn với cháu bé này nữa, có được một cái mái nhà cho nó kín đáo hơn để mà ở nhà, chứ bây giờ thấy nó cũng sơ sát quá. Dạ, nó cũng giới thiệu để xin quý nhân dân tạo điều kiện giúp dùm cho cái gia đình này có một cái mùa xuân mới cho nó ấm áp hơn nha. Bây giờ cũng cuối năm rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Chúng ta vừa nghe lời chia sẻ rất là chân tình mộc mạc của cô giáo. Cô đã biết đến gia đình này để giới thiệu chúng ta, mời gọi chúng ta hãy cùng mở rộng tấm lòng để cho cái căn nhà này được khang trang và ấm cúng hơn. Và xin trân trọng giới thiệu quý khán thính giả, đây là anh Hớn và đây là chị Nhung, hai anh chị có hai đứa con. Và đây là cháu Sơn, năm nay học lớp 11 và nghe cô giáo nói là cháu học rất giỏi, có phải vậy không con? có những cái hoàn cảnh mà phải nói rằng là muốn vươn lên nhưng mà rất khó. Bởi vì cuộc sống kinh tế, mỗi người một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Vì thế mà hôm nay chương trình đến đây được nhìn thấy cái đời sống anh chị rất là khó khăn. Cũng như là cái ngôi nhà này nếu mà trời mưa thì không biết là ngủ như thế nào. Và bây giờ chúng ta cũng lắng nghe tiếng nói của anh Hớn với chị Nhung chia sẻ một chút về cái cuộc sống của mình. Anh có thể cho biết là năm nay anh chị được bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con nay Tết hôm nay là 49 tuổi cha. Con chị Nhung? Dạ, nay em con 43 tuổi. 43 tuổi. Cái cuộc sống hàng ngày thì anh Hớn làm công việc gì để sinh sống? Dạ hiện chạy ra cho vô có công đất ruộng trồng ớt mà thất bát quá rồi cũng đi bằng thêm bằng mướn mà công việc nó không ổn định ra. Một công đất thì làm cũng đâu có sinh sống được gì ha. Bây giờ thì thứ nhất là thời tiết nó cũng khắc nghiệt. Rồi ngoài ra đi làm mướn để kiếm tiền thêm, nhưng mà làm mướn thì đâu phải ngày nào cũng có. Yeah. Còn chị hình như hồi nãy chị có chia sẻ cái sức khỏe của chị làm sao đó chị? Dạ, bệnh ung thư vú á cha. Dạ. Dạ nay 2 năm rồi cha. Dạ, con đang điều trị. Dạ, giờ con cắt hết anh bên rồi. Dạ. Còn cháu Sơn, con năm nay con học lớp 11 rồi phải không? Dạ, năm nay 11. Rồi tương lai ước mơ con sau khi học xong trung học thì con thi vào trường đại học gì? Dạ, con thương được trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Một năm như vậy con học con đóng khoảng bao nhiêu tiền học? Dạ con không nhớ rõ mà như 3-4 triệu. Khoảng 3-4 triệu, tức là tương đương khoảng 200 đô la Mỹ. Và hiện nay lớp 11 và lớp 12 con đang học á, thì mỗi một năm vậy con mất bao nhiêu tiền học, chi phí về tập vở? Dạ tập vở thì con có làm đơn con mượn của trường học nên cũng đỡ được phần nào. Sách hay là vấn đề học thêm gì của con á, một chi phí một năm là khoảng bao nhiêu? Dạ, số tiền đó thì mỗi ngày thì nó một nhiều lên, rồi con cũng không ước lượng được bao nhiêu. Một năm như là khoảng 1 triệu, 2 triệu không? Dạ, chắc có lẽ hơn. Một năm của lớp 11 đó hả? Một năm của lớp 11, đóng tiền nhiều, tiền trường nữa. Con tên gì? Để cha biểu coi. Tên Vũ Phương. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 5. Học lớp 5 rồi, học giỏi không? Con không biết nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy cái hoàn cảnh của anh chị rất là khó khăn. Thứ nhất là anh Hướng thì cũng không có làm gì để có nhiều tiền để xây dựng lại cái ngôi nhà cho mình. Gặp thêm người vợ thì mắc một cái chứng bệnh ung thư. Thì cái trong hoàn cảnh này tôi nghĩ không thể nào có cái điều kiện để xây dựng được một căn nhà. Vì thế ngày hôm nay chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến đây để được nghe tiếng nói của anh chị, được nhìn thấy cái đời sống của anh chị. Một lần nữa chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo mời gọi tất cả các tấm lòng khắp nơi hãy mở rộng vòng tay, chúng ta chia sẻ để rồi chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là anh Hướng và chị Nhung này, để cho năm mới này cuộc sống của gia đình của anh chị được vui tươi và hạnh phúc nhiều hơn. Một lần nữa Lâm Nguyễn Sang thay mặt chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo kính chúc quý ông bà chị em năm mới này được nhiều sức khỏe, bình an, công việc làm thịnh đạt và đặc biệt là gia đình luôn hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến thăm anh chị.
đã được nghe tiếng nói của anh chị cũng như nhìn thấy ngôi nhà của anh chị, thì chương trình sẽ cố gắng sau Tết này sẽ đến đây để mà giúp cho anh chị có một cái căn nhà mới. Mặc dù căn nhà đó nó không phải là căn nhà sang trọng, nhưng mà nó là cái tấm lòng của chương trình cũng như nhiều người để chia sẻ với anh chị. Thôi thì sẵn dịp và chuẩn bị bước sang năm mới, thì cha có một chút tiền gọi là lì xì anh chị trong những ngày đầu năm để mà mua bánh mứt hay những gì cần thiết. Đây là số tiền 2 triệu đồng tương đương với 100 USD để anh chị nhận. Đây là cái tấm lòng của chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo nha. Rồi chúc anh chị một cái Tết này sống thật là hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái nghèo, trong cái những gì mình đang có. Và đặc biệt là gia đình luôn yêu thương ha, cha mẹ con cái đùm bọc yêu thương nhau và sống tốt. Và xin ơn trên đặc biệt là ban nhiều cái sức khỏe cho chị, tìm được thầy thuốc để mà vượt qua cái cơn bệnh ngặt nghèo này nha. Rồi thôi, một lần nữa thay mặt chương trình xin được gửi đến anh chị và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi màn ảnh này. Xin chân thành cảm ơn. Gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trương, trong quán chợ chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối. Hằng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu biểu sắc sơ bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sau khi chương trình Thác Vì Người Nghèo đến thăm gia đình của anh Hướng và chị Nhung, chúng tôi tiếp tục đến thăm một cái gia đình khác có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Bây giờ là gần 1 giờ trưa, chúng tôi đến thăm một cái gia đình có hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Đó là hai vợ chồng anh chị này có đời sống rất là khó khăn, không có công ăn việc làm, và đồng thời có hai đứa con sinh đôi và hai đứa con này bị bệnh tim. Và ở một cái ngôi nhà tôi nghĩ không biết là nó sẽ sập lúc nào. Vì thế mà hôm nay chương trình đến để thăm, và trước hết là trong những ngày cuối năm gửi một ít tiền để gia đình ăn Tết. Và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng cùng với quý ân nhân để xây dựng lại cái ngôi nhà cho anh chị, để anh chị an tâm sống trong những ngày tháng sắp tới. Và giờ đây chúng tôi xin mời quý
ông bà anh chị em chúng ta vào bên trong ngôi nhà để chúng ta nghe tiếng nói của chị và chúng ta được nhìn thấy cái ngôi nhà rất là đáng thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chương trình Tiếng Hát Vì Nghèo hôm nay chúng tôi đến thăm cái gia đình thứ hai, đó là gia đình của chị Bảy và anh Thượng. Đây là đôi vợ chồng trẻ, họ có ba đứa con. Đây là có bốn đứa con, phải không chị? Đứa con lớn là con gái đã đi lấy chồng, và đây là đứa kế tiếp, và hai đứa cuối cùng là hai đứa sanh đôi tên Tuấn Tú. Và hai anh chị không có công ăn việc làm, đời sống rất là khó khăn, và kèm thêm hai đứa nhỏ này lại bị bệnh tim. Khi mà tôi bước vào nhà thăm á, thì hai đứa nhỏ nó ho. Nó ho mà tôi tưởng tượng là có bao nhiêu mật gan, chắc nó muốn nôn ra ngoài. Và thường xuyên là như vậy, ban đêm cháu rất là ho, trên bị bệnh tim. Thì sắp tới đây chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo sẽ cố gắng giúp đỡ cho hai bé này được mổ tim. Và giờ đây chúng ta sẽ được nghe chị Bảy chia sẻ về cái cuộc sống của chị. Chị có thể cho biết là cuộc sống hàng ngày của chị làm gì để sống? Thì đi mần mướn, ai mướn gì mần đấy. Một ngày mình mần như vậy đó, thì mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền để mình sống một ngày chị? Một ngày mần, đi mần chỉ có 50 ngàn thôi. 50 ngàn, còn chồng chị? Chồng thì mần được 100 ngàn, khi có khi không. 100 ngàn cộng thêm chị 50 ngàn là 150 ngàn, tương đương với khoảng là 7 đồng rưỡi. 7 đồng rưỡi cho khoảng 8 đồng, 8 Mỹ Kim mỗi một ngày, mà không phải là ngày nào cũng có công việc làm. Thì chúng ta biết được như vậy đó, thì làm sao mà anh chị cất được cái căn nhà? Bây giờ căn nhà này chúng ta sẽ thấy dột nát hoàn toàn, và có thể là mưa là không biết là ngồi ở đâu mà ngủ ở đâu nữa. Chương trình Thác Vì Người Nghèo đi cũng rất là nhiều nơi và chưa thấy một cái căn nhà nào mà nó tệ như là cái căn nhà này. Và buổi tối á thì là mưa thì dột thì chị Bảy và anh Thượng phải che những cái tấm mũ như thế này. Chị rồi trời mưa lớn thì sao chị? Trời mưa lớn thì không ngủ được và chỉ ngồi thôi. Chính vì thế mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo trong những ngày cuối năm này cố gắng ra đi, ngoài cái việc phát quà Tết cho những cái hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi đến để mà xem được, nhìn thấy những cái hoàn cảnh như thế này, để mời gọi của bạn chị em khắp nơi trong và ngoài nước, để chúng ta mở rộng tấm lòng, mỗi một người một viên gạch, để giúp đỡ cho cái căn nhà này được xây dựng nên ấm cúng, để anh chị Bảy và anh Thường cũng như những cái đứa con sống trong nhà này được bình an và hạnh phúc. Hôm nay chương trình đến đây cũng là 1 giờ trưa rồi, và chúng tôi rất là cảm động và thấy là đáng thương cho một cái gia đình ở vùng sâu vùng xa, ở xã Vĩnh Hụ, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Vì thế, Linh Mục Nguyễn Sang đại diện chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo mời gọi một lần nữa tất cả chúng ta, mỗi một người hãy mở rộng vòng tay, mỗi một người một viên gạch, để chúng ta sớm xây dựng lại cái ngôi nhà này để cho anh chị và các con được sống hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chị có thể cho cha biết là hai đứa nhà bé này nó bị bệnh ho như thế này nè. Đã lâu chưa? Cái thời gian nó lâu chưa? Thời gian nay là cũng 2 năm mấy rồi cha. 2 năm mấy rồi? Là nó ho ban đêm nhiều hơn. Thì bây giờ thường nếu nó ho như vậy thì chị làm sao cho nó bớt ho? Nó cho nó uống thuốc cha. Thấy nó ho dữ, còn đêm phải thức dậy cho uống thuốc. Rồi cái mơ ước lớn nhất của chị á, là chị muốn cha cũng như mọi người giúp cho chị về cái vấn đề gì, chị có thể chia sẻ cho cha và mọi người biết. Mơ ước lớn nhất là mong cho cha giúp được cho cái ngôi nhà và trị cho hai đứa nhỏ nó hết bệnh. Kính thưa quý bạn chị em, tiếng nói của chị Bảy cũng là cái mơ ước của biết bao nhiêu người, mong rằng làm sao cho cái gia đình của chị thoát ra cái cảnh nghèo. Mà muốn thoát ra cảnh nghèo thì trước hết là phải, người ta nói an cư thì mới lập nghiệp được. Cho nên cái ngôi nhà vững chắc thì vợ chồng chị mới an tâm và ra đi để mà kiếm sống được. Vì thế cái mơ ước của chị cũng là cái điều mà ước mong của tất cả nhiều người khi chúng ta nhìn thấy cái hoàn cảnh này trên cái màn ảnh nhỏ. Mong rằng hôm nay trước cái màn ảnh nhỏ này,
mỗi một người chúng ta cố gắng cùng với chương trình Thác Vì Người Nghèo xoa dịu những nỗi đau, cũng như là chúng ta cất bớt đi những cái cảnh đau thương này, để thay vào đó là những cái mái nhà, những cái viên gạch sống động được xây dựng lên bằng cái tình người, để cuộc sống và cái niềm vui chúng ta mang đến cho anh chị mỗi ngày được hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là hai đứa bé này đã bị bệnh tim, thì thông thường một cái gia đình khá giả cũng khó lòng mà điều trị được, huống hồ chi là cái gia đình của chị Bảy này nghèo rồi thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, thì làm sao mà lo cho hai đứa nhỏ được. Cũng như bé trai đây cũng sắp lớn lên rồi, mà một gia đình như này, hai vợ chồng trẻ mà ba đứa con thì làm sao. Thì mỗi một người một hạt cát, thì nhiều hạt cát thì sẽ làm nên một cái bãi biển. Linh Mục Nguyễn Sang xin thay mặt chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo một lần nữa chân thành cảm ơn quý bà anh chị em trong những năm tháng qua luôn đồng hành với chương trình, đã xây dựng nên rất nhiều căn nhà, chia sẻ nhiều cái hoàn cảnh bệnh tật đáng thương. Và hôm nay một lần nữa chúng ta hãy tiếp tục đồng hành với chương trình bằng cách là chúng ta chia sẻ cho gia đình của chị Bảy mọi chi tiết và sự giúp đỡ. Xin quý bà anh chị em chúng ta gửi về cái địa chỉ, đó là Linh Mục Nguyễn Sang, nhà thờ Ba Dòng, ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và mọi đóng góp chia sẻ chúng tôi sẽ làm xong, chúng tôi sẽ quay hình cũng như là gửi hình ảnh tất cả những cái thông tin cho quý vị theo sự yêu cầu qua địa chỉ email. Một lần nữa Linh Mục Nguyễn Sang xin chân thành cảm ơn. Hôm nay cha đến thăm gia đình chị vào những ngày cuối năm, thì cha thấy cái hoàn cảnh nhà cửa như thế này thì làm sao mà ăn Tết. Rất là cha thấy rất là thương và tội nghiệp cho gia đình của chị. Thì cha sẽ cố gắng giúp đỡ cho ngôi nhà của chị thì cũng phải qua Tết nha, qua Tết rồi cha sẽ cố gắng cùng với nhiều người đóng góp chia sẻ cho cái ngôi nhà của chị. Và sẵn dịp ở đây là những ngày cuối năm, cha gửi cho chị một ít tiền để chị ăn Tết, cũng như là mua quần áo cũng như bánh trái cho đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ trong những ngày đầu năm mới cho nó vui nha. Cảm ơn cha rất nhiều cha. Nữa xin kính chúc quý mạnh chị em một năm mới được nhiều sức khỏe, tràn đầy ơn lành của Đấng Thiêng Liêng ban cho mọi người chúng ta, đó là Thượng Đế. Và cho gia đình ông bà anh chị em luôn hạnh phúc, và đặc biệt đó là việc làm luôn phát tài phát lộc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý bà anh chị em, sau khi chúng tôi tìm hiểu và vào bên trong căn nhà, bây giờ chúng tôi tham quan bên ngoài, ông bà anh chị em sẽ nhìn thấy một cái căn nhà như thế này làm sao mà ở được. Và đặc biệt đó là Tết đến thì họ không có tiền để mua gạo, nhà cửa thì không có tiền để mà sửa chữa lại. Thì phải nói rằng là cuộc sống này rất là đáng thương và tội nghiệp cho họ. Chương trình Tiếng Hát Vì Nghèo nhìn thấy những cái hoàn cảnh này thì sẽ cố gắng qua Tết này sẽ dựng lại cho họ một căn nhà. Và hôm nay chúng tôi đến đây, chúng tôi phải nói là rất là cảm động và rất là đáng thương. Chia sẻ một ít tiền để cho họ ăn Tết. Và việc còn lại là chúng tôi phải cố gắng làm sao sớm cho căn nhà này mọc lên. Bởi vì chỉ còn có vài ngày nữa Tết thì chương trình Tiếng Hát Vì Nghèo không làm, không sể, không kịp. Có lẽ phải qua Tết chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất. Đây là bên hông của ngôi nhà. Và chúng ta có thể đi ra phía sau để chúng ta nhìn thấy tiếp. Đây là cái phần phía sau của ngôi nhà. Đây là từ bếp đi lên. Thì chúng ta sẽ thấy đây có phải là cái mái vách và vách bên hông nhà hay không? Thật là tội nghiệp. Và tôi cũng thấy rằng là chưa có cái ngôi nhà nào mà nó tệ như thế này. Chúng ta có thể vào bên trong bếp để chúng ta tham quan xem tiếp. Đây là cái cháy bếp phía sau hè để dùng để nấu ăn. Vùng quê thì bếp đốt thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thấy một cái cảnh rất là nghèo khó. Muốn gửi đến cho quý khán thính giả những cái hình ảnh này để chúng ta nhìn thấy rõ được một cái ngôi nhà, một ngôi nhà thật sự nghèo tại Việt Nam, quê hương của chúng ta. Và bên trong ngôi nhà đó
thì có những cái con người đang sống rất là tội nghiệp, đó là các em nhỏ. Tuổi thơ của các em không có, bởi vì cuộc sống rất là nghèo. Và đặc biệt là hai em này đang bị bệnh tim. Chúng tôi rất là cảm động và rất là thương. Vì thế chương trình cố gắng sẽ sớm giúp được hoàn tất để cho gia đình được anh chị được sống trong cái cảnh hạnh phúc trong cái nghèo của vùng quê, và đặc biệt là hai em nhỏ này được sớm chữa lành một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, đó là bệnh tim. Con năm nay con mấy tuổi rồi con? Con 8 tuổi. Con cũng 8 tuổi luôn, tức là hai em này tên là Tuấn Tú và hai em sinh đôi. Và hồi nãy cha bước vào cha thấy tụi con ho rất là nhiều. Buổi tối con có ho không? Dạ có. Con có không? Có. Mỗi lần con ho vậy con có đau ngực không? Dạ có. Có. Rồi mỗi lần ho vậy rồi mẹ con làm gì cho con? Dạ con uống thuốc. Con uống thuốc. Con năm nay là con 8 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3. Lớp 3 luôn. Hai anh em tụi con học chung trường phải không? Hai đứa ra đi học sáng ngoan nha. Rồi mấy mốt cha xuống cha thăm và cha nhờ quý ân nhân xa gần sẽ giúp cho chúng con được mổ tim sớm hết bệnh nha. Rồi nếu như có một cái điều ước, điều mơ ước á, con ước điều gì, con thích cái điều gì nhất? Con ước nhà con được một căn nhà được rành đặng. Con cũng vậy, như sao em có không? Con ước có một ngôi nhà lành lặn, và đặc biệt nữa là nếu mà có điều ước nữa thì con ước là cho con được mau hết bệnh nha. Cha rất là thương chúng con, và hồi nãy cha có gửi cho mẹ con một ít tiền để mua bánh cũng như mua quần áo cho chúng con trong những ngày cuối năm nha, chuẩn bị năm mới nha. Rồi mốt cha sẽ trở lại thăm tụi con nha. Chúng ta vừa lắng nghe tiếng nói của các em, đó là tiếng nói của sự từ trái tim. Ước mơ của các em có được một cái căn nhà. Chúng tôi mong rằng với tiếng nói đó sẽ luôn vừa lắng nghe tiếng nói của hai em Tuấn Tú, mơ ước của các em xem ra đối với chúng ta có thể là bình thường, nhưng mà đối với em đó là một ước mơ cả cái tuổi thơ mà không có được ở trong một cái ngôi nhà lành lặn và ấm cúng. Vì thế chương trình Hát Về Người Nghèo mong rằng với tấm lòng yêu thương chia sẻ của quý mạnh cho em thì chương trình sẽ sớm hoàn tất ngôi nhà này. Một lần nữa, Lưu Mục Huyện Sang thay mặt chương trình Hát Về Nghèo xin chân thành cảm ơn.